Trở lại với channel của Hàn Nội Computer. Và như các bạn có thể thấy thì đây chính xác là một chiếc card RTX 3080, là một trong bộ 3 card RTX 3000 sớm nhất mà mình đang có trên tay, trong bộ 3 RTX 3070, 3080 và 3090. Và như giới thiệu của Nvidia ấy, thì cái em card này có cái hiệu năng gấp đôi so với RTX 2080, có thể chơi game ở mức độ phân giải là 4K cũng như là 60fps. Và liệu rằng là Nvidia có đang quá đà hay không? Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn đi giải đáp về câu hỏi đó nhé. Bắt đầu thôi. Ngay trên tay mình đây đang là chiếc Asus TUF RTX 3080 OC, là một trong những em card RTX 3080 sớm nhất có mặt tại Việt Nam. Và giá tại cái thời điểm mà mình đang quay video này là rơi vào khoảng 22 triệu đồng. Nó tương đương với lại những chiếc RTX 2080 Super và chắc chắn rồi sẽ rẻ hơn RTX 2080 Ti tới 13 triệu đồng. Và để đầu tiên, trước khi mà mình đi sâu hơn về review chi tiết về em này, mình sẽ túm gọn một chút lại đây cho các bạn hiểu. Đây là một chiếc card cực mạnh, cực mát và giá thành thì cực kỳ tốt. Nói chung là nếu như bạn nào có thể sở hữu được một em card như thế này ngay tại thời điểm hiện tại thì mình xin chúc mừng các bạn, các bạn đang sở hữu một con quái vật có cái mức giá không thể nào mà tốt hơn. Cái tên OC cũng đã nói lên tất cả khi mà nó được ép xung sẵn từ nhà sản xuất với mức xung là 1815MHz ở chế độ OC và 1785MHz ở chế độ gaming. Để cấp điện cho card thì Asus đã trang bị hai đầu cấp nguồn 8 pin với tổng công suất tối đa có thể cấp là 375W. Vì vậy, nếu như các bạn có ý định mua những chiếc 3080 nói chung hay là TUF RTX 3080 này thì hãy chuẩn bị cho mình một bộ nguồn có công suất tối thiểu là 750W trở lên nhé. Về tổng thể thiết kế thì năm nay Asus cũng đã làm lại toàn bộ dòng TUF của họ, thế nhưng mà nhìn nó vẫn khá cục xúc. Toàn bộ card sử dụng tông đen xám nên là nhìn trung tính và dễ dàng phối với các linh kiện khác. Mặt trên thì sẽ có 3 quạt axial và riêng quạt ở giữa thì sẽ có chiều xoay ngược lại với 2 quạt hai bên. Backplate phía mặt sau thì được làm bằng kim loại và được in chữ GeForce RTX cùng với TUF Gaming to nhưng mà nhìn khá thô các bạn ạ. Điều mình cảm nhận đầu tiên khi mà cầm trên tay chiếc TUF 3080 này là nó nặng, thực sự là rất nặng. Thế nên là các bạn cần chú ý tới các phương án đỡ cạt bằng các loại figure hay là những thanh đỡ cạt để chống sệ khi mà lắp vào cây nhé. Và bây giờ thì mình sẽ quyết định mở thử ra để xem là tản nhiệt năm nay làm bằng gì mà nặng thế không biết. Công đoạn tháo tản ra cũng khá dễ dàng, chỉ việc mở các ốc phía sau là toàn bộ phần backplate cũng như là tản nhiệt mặt trước sẽ rời ra ngay. Cục tản năm nay có độ dày là 2,7 slot nên có lẽ chúng ta sẽ rất khó dựng card, bởi mà khi dựng thì quạt sẽ áp sát vào mặt kính nên rất nóng. Bên trong gồm 6 ống đồng tiếp xúc với GPU thông qua miếng kim loại siêu phẳng và sau đó thì sẽ chia nhiệt ra hai khu vực thoát nhiệt chính. Và khác một chút với mạch folder mà Nvidia đã giới thiệu là có kích thước rất nhỏ thì mạch của chiếc TUF 3080 này vẫn khá to nhưng mà vẫn đủ một khoảng trống nhỏ để thổi gió xuyên qua mặt sau cho hợp chen. Ở đây thì Asus đã sử dụng 20 frame và có vẻ như đây toàn bộ đều là frame thật chứ không phải là loại double. Bên cạnh là chip RAM và ở giữa sẽ là GPU RTX 3080 có kích thước rất lớn. Với việc nâng cấp khá mạnh khả năng tản nhiệt cho dòng TUF thì nhiệt độ của chiếc 3080 này phải nói là rất mát với một chiếc card có TDP là 340W. Khi mà thử nghiệm với Fermax thì nhiệt độ mình ghi nhận cao nhất cũng chỉ khoảng là 73 độ C ở chế độ Performance. Có thể nói tản nhiệt của TUF 3080 OC còn tốt hơn cả của 2080 Ti Strix, bởi vì chỉ với TDP 260W mà 2080 Ti thì đã chạm ngưỡng là 75 độ C rồi. Để thử nghiệm sức mạnh của chiếc 3080 này thì mình sẽ sử dụng CPU Core i9-10900K và 16GB để có thể bộc phát được tất cả những gì tốt đẹp của em nó. Ở độ phân giải 2K thì sự chênh lệch ở đây dao động khá lớn,
Có lẽ một phần là do driver chưa tối ưu được hết cho chiếc 3080. Chỉ trừ có Ghost Recon Breakpoint là không có sự khác biệt. Còn lại thì so với RTX 3080 đều có mức hiệu năng vượt trội hơn hẳn so với 2080 Ti từ 10 cho tới 20%. Đặc biệt là ở Borderlands 3 cho mức chênh lệch tới gần 40%. Về tổng thể hiệu năng ở 2K thì mức chênh lệch trung bình so với 2080 Ti sẽ là khoảng 15%. Và theo mình thấy thì những chiếc RTX 3080 sẽ cho các bạn trải nghiệm game đỉnh cao mượt mà ở các màn hình 2K có tần số quét là 144Hz trở xuống. Nếu như trước đây, 2080 Ti vẫn không thể cho chúng ta được mức FPS ổn định trên 60 ở độ phân giải 4K, thì nay RTX 3080 đã làm được điều đó anh em ạ. Ở trong tất cả 7 tựa game mà mình đã thử nghiệm thì RTX 3080 đều đạt mức khung hình trung bình ổn định là 60fps trở lên, điều mà RTX 2080 Ti không thể nào làm được. Ở đây thì mức chênh lệch trung bình so với 2080 Ti cũng khoảng là 20%, cao hơn so với mức chênh lệch ở độ phân giải 2K, kể cả khi các bạn có bật hay là tắt ray tracing. Với mức độ chênh lệch như thế này thì mình nghĩ rằng là RTX 3080 sẽ là chiếc card tối thiểu để các bạn có thể chơi mượt mà các tựa game ở mức 4K 60Hz. Còn RTX 3070 thì có lẽ là hơi quá sức một chút. Còn với RTX 3090 thì sẽ chỉ dành cho các dân chơi mà thôi. Do là thời gian có hạn và đặc biệt là mình chỉ được cầm em nó có đúng một ngày duy nhất, thế nên là không thể nào test cho các bạn sâu hơn về những cái ứng dụng ăn CUDA Core như là Adobe Premiere chẳng hạn. Mà ở đây thì chúng ta sẽ chỉ có những kết quả về hiệu năng của game mà thôi. Và đó, như các bạn có thể thấy, nếu như xét riêng về game thì có thể nói là RTX 3080 đã đạt được một cái thành tích cực kỳ lớn khi mà đã vươn mặt cả RTX 2080 Ti và để em nó ở lại một khoảng khá là xa. Bên cạnh đó, cái việc mà giảm tiến trình xuống còn 8 nanomet thì NVIDIA đã nhồi được một cái lượng rất lớn CUDA Core, cũng như là về việc thay đổi về thiết kế này sẽ giúp cho các bạn có thể ray tracing tốt hơn, cũng như là trải nghiệm các cái tựa game trên ở những cái màn hình có độ phân giải là 4K và tần số quét là 60Hz. Nhưng ở một mặt khác, khi mà dồn quá nhiều CUDA Core dành cho chiếc RTX 3080 này thì đã khiến cái việc tiêu thụ điện năng của em nó lên tới gấp 30% so với là RTX 2080 Ti. Và cái việc mà tiêu tốn điện này thì cũng sẽ gây ra hai hệ lụy. Hệ lụy thứ nhất mà các bạn có thể nhìn thấy ngay đầu tiên đó chính là sẽ phải trang bị một cái bộ nguồn có công suất lớn hơn trước. Và ở đây thì cái công suất mà ASUS đã khuyến cáo cho chiếc TUF này sẽ là 750W đối với sử dụng Core i7 cũng như là Ryzen 7 và 850W đối với các bạn nào sử dụng Core i9 cũng như là Ryzen 9 trở lên. Và hệ lụy thứ hai đó chính là nhiệt năng tỏa ra nhiều hơn, khiến cho các cái giải pháp tản nhiệt cũ thì không còn thể nào mà đáp ứng đủ nữa. Và điển hình thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó chính là ASUS TUF thì đã phải nâng cấp toàn bộ cái hệ thống tản nhiệt của mình. Và đây có thể nói là một cái điểm đáng khen ngợi dành cho nhà ASUS khi mà không chỉ mang tới cho chúng ta một chiếc card màn hình tốt mà bên cạnh đó thì tản nhiệt cũng thực sự là đủ, hay còn phải nói là thừa sức, giúp cho chiếc card RTX 3080 này có thể thoải mái, mát mẻ và chạy êm ái kể khi mà các bạn có tải nặng đi chăng nữa. Và túm lại tại đây, với tất cả những gì mà mình đã được trải nghiệm, đặc biệt là với chiếc Acer TUF 3080 này thì phải nói đây là một thành công lớn đối với nhà NVIDIA khi mà đây chúng ta có hiệu năng hơn hẳn so với thế hệ cũ, đặc biệt là những game sử dụng ray tracing. Bên cạnh đó thì cái mức giá rất là hợp lý phải không nào, khi mà em nó chỉ ngang bằng so với lại RTX 2080 Super mà thôi. Thì bấy nhiêu lý do, không còn lý do nào nữa mà các bạn không nên sở hữu một chiếc card RTX 3080 ngay tại thời điểm hiện tại, có phải không nào? Thế nhưng mà ở đây mình sẽ có một lưu ý nho nhỏ dành cho các bạn, đó chính là vào cái thời điểm mà mình đang quay video này thì cái lượng hàng của RTX 3080 thực sự là rất hiếm, bởi lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi đến khi mà những nhãn hàng như là NVIDIA này, Asus, MSI hay là Gigabyte có thể giải quyết hết được tất cả những chiếc card RTX 2000 của họ còn tồn đọng lại, thì có thể lúc đấy em nó mới dồi dào hàng hơn một chút. Thế nhưng mà nếu như bạn nào mà đang sẵn dùng rỉnh tiền cũng như là có sẵn ý định là muốn back em nó rồi, thì ngay sáng ngày mai 9 giờ các bạn hãy nhấc điện thoại lên và call cho số hotline 1900 1903 để có thể dinh được những chiếc card RTX 3080 đầu tiên tại Việt Nam về nhà. Còn bên cạnh đó, nếu như anh em nào vẫn đang muốn chờ đợi là giá của em ấy sẽ bình ổn hơn một chút cũng như là đa dạng hơn về mẫu mã, thì có lẽ là để đến khi mà những chiếc card RTX 3000 như thế này có thể thay thế hoàn toàn những cái chiếc card RTX 2000 hiện tại trên thị trường, chắc là cũng phải vào tới nửa cuối tháng 10 cơ. Còn bây giờ thì video của mình ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh, cũng như là bấm quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của chúng mình trong thời gian tới nhé. Bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!